Bác để tôi. Cậu có sao không? Tuyết! Cậu ổn chứ? Con trai chú đang gặp nguy hiểm, nhớ đừng để bọn trẻ leo trèo. Nay ra đường gặp ngay thành phần ối rồi ôi. Rửa chân tay đi rồi vào ăn cơm con. Mẹ gọi kìa. Chờ tí nữa. Tại cậu ấy. Sao bây giờ? Lên lấy đi. Con trai chú đang gặp nguy hiểm, nhớ đừng để bọn trẻ leo trèo. Sắp được rồi. Này này thằng kia, ai cho con leo trèo như thế hả? Xuống ngay. Nghịch nó vừa thôi, đi vào ăn cơm.